Làm quả đấy. Đây. Em là trẻ con này, em hay trộn anh này, ta còn hay cắn anh này, đây đây đừng hay đánh này. Xin chào tất cả các bạn nhé, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo này của mình. Mình là Hào Cô Su nhá. Mình là Tú Bảo nhá. Mình là Kê Trời nhá. Ngon nhỉ? Dạ. Trong theo mình ngon nhất là kiên chổi các bạn ạ. Ok các bạn nhá. Thì hôm nay mình sẽ dẫn người yêu mới về ra mắt Phương Anh các bạn ạ. Hôm nay là mình sẽ đóng giả làm người yêu anh Hào và mình sẽ ra mắt để thử lòng Phương Anh các bạn. Đúng rồi. Thế thì để bảo anh là chúc vào anh bảo là vai. Anh là trong vai kích động. Duyên hai đứa luôn. Anh lý. Ok. Được. Anh cho ba kích đắt nhá. Được. Bây giờ là phải đổi tóc thêm. Đéo biết đổi nào. Tự đổi đi. Tự đổi mình ngược lên đi. Các bạn nhìn mình giống giống ráo nhá các bạn nhá. Nha này. Này. Cái hình này. À hiểu kìa mà. Mời các bạn chơi nhá. Chưa đấy. Rồi. Trong hai đứa phải ôm nhau kiểu ấy nào tình cảm. Tình cảm nào. Tất nhiên rồi. Các bạn coi đây. Đúng kiểu nhân viên quán ăn. Ba nổi hết cả da gà. Thì mình đi hát, mình vô tình gặp anh Hào các bạn. Chú cứ quay, chú cứ quay để anh cứ quay nó. Đấy nhá, phải nói anh xem. Ủa anh ấy cho hai đứa mày đẹp. Đẹp đôi luôn đấy. Trời. Được. Rồi. Nhìn hai cái ưng không? Nhìn. Ủa. Anh ơi. Anh kia chưa có hai cái yêu với ai xin gặp. Yêu với ai xin gặp. Mới giới thiệu cho Hào đấy. Kéo thích đi. Quay này. Thôi đừng em ơi, đi ra đây không dám mặc. Vừa lấy dốc cái dinh về nhà. Anh ngồi gặp. Ừ anh ngồi đây. Người yêu anh trông ngọt nhất. Làm sao từ bây giờ thôi này. Yêu anh mày lại sớm vào. Nói chung là Nào đây là kiểu dạng như là đây là tóc đây lông chân
Trẻ đôi chân thì đã sao, đôi chân chỉ cần người ta tâm hồn đẹp mà người không cần, không cần gọi là phải lõn nà như ai đó, nhưng mà ít ra người ta ngực to, người ta không cong. Thế em có cái gì? Nào, đấy. Thì đi chưa? Hả, em có cái gì? Ô khóc kìa. Cái gì? Em ôm vào. Được chưa? Em đừng bao giờ rời xa thằng này nhá. Cả cuộc đời này em chỉ cần nó thôi. Ôm chặt vào. Cả cuộc đời này. Nào. Hôn nó cái, hôn cổ cái. Úi xong rồi, trời ơi. Bình thường nhá. Sao lại có gì đấy? Em một trẻ con này. Em một hay trộn anh này. Ta còn hay cắn anh này. Đây đây nâng hay đánh này. Cái gì? Anh làm không làm được. Suốt ngày chiều em chiều vong. Em sao không chịu được? Đây này. Em cần gì chiều đâu. Nào. Sao như là cái gì? Có chó em mới phút không? Kiên bóp còi này. Có xe tránh đường à? Bóp còi cho người trước tránh đường à? Bóp còi. Còi đâu? Sao? Nào bây giờ em hay còi đâu? Còi. Sao? Cả cuộc đời này em không là thứ. Sao đánh anh không? Thế bây giờ nhá, anh yêu sao em cũng được. Anh căng. Này thì cho bảo sao? Em không sợ. Anh bảo kia. Ảo chó, xẹo chó. Bây giờ mình kết thúc này, mình đi dỗ Phương Anh đây.